Linh Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đấy, thì lâu lắm rồi là mình cũng không đăng clip để cho các bạn tham khảo, tại vì bây giờ là mình cũng không biết là đăng cái gì nữa để các bạn là thích xem. Thì hiện tại hôm nay là mình đang có một chiếc máy nén khí không dầu, nén khí sạch nhé các bạn nhé. Đấy, kiểu cái máy nén khí này thì dùng trong gia đình thôi, nó nhỏ, dùng ít thì ok mà chạy nhiều thì nó sẽ không tốt. Đấy, hiện tại thì là cái máy này của mình thì nó cũng đã bị cháy rồi. Đấy, khách người ta mang đến là yêu cầu bảo là mình quấn lại cho người ta nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn là tháo nó ra để mình lấy cái cuộn đồng ra, mình quấn lại cho nó như thế nào. Không, nhiều bạn mà chưa va chạm những cái máy như thế này thì nhiều khi không biết tháo không để ý, nó hay bị gãy cái tay biên hoặc là nó khó lấy ra, loay hoay rất là lâu. Thì hôm nay là mình sẽ tháo ra cho các bạn xem và tham khảo thêm nhé các bạn nhé. Đấy, clip này thì cái máy này thật ra thì mình cũng rất ít khi làm đâu, không hay làm mấy, thì cũng có những cái chỗ nào mà nó chưa được thì các bạn thông cảm giúp mình nhé các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hiện tại thì bây giờ có rất nhiều người là lao động nặng này, làm việc nặng như em ở đây, đứng lên ngồi xuống nhiều thì dẫn đến là bị đau lưng, đau xương khớp, thoái hóa khớp. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người cái bài thuốc này là của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Đấy, thì thuốc này thì được bào chế bằng 100% là thảo dược tự nhiên, bằng những cái cây thuốc nam do đồng bào người ta đi lấy ở trên rừng về ấy. Đấy, và đã sao vàng xong là nghiền ra thành dạng bột như thế này cho các bạn, cho các bác này. Đấy, thì cái này thì sử dụng nó rất là dễ và hiệu quả, thì là trên 90% người sử dụng là hiệu quả ok luôn. Đấy, đối với vấn đề về xương khớp này, đau nhức mỏi vai gáy, rồi là thoái hóa khớp này, khô khớp ấy, thì cái này thì chỉ việc là hòa với cả nước nóng xong là các bạn là để nguội rồi là mình uống luôn, chứ không phải là đun sắc gì nhá các bạn nhá. Đây các bạn này, đây cái này thì là cái này thì người ta cũng đã đóng gói sẵn cho mình ở đây rồi, sử dụng là rất tốt và hiệu quả luôn. Thì những ai mà gặp vấn đề về xương khớp mà đi chữa nhiều nơi không khỏi, kể cả như bệnh gút, rồi là nhiều bệnh này, viêm đa khớp này, bệnh gút này, thì có thể là liên hệ với em theo số điện thoại em để ở góc ở bên dưới ấy, để được hỗ trợ và tư vấn và sử dụng thuốc. Đây nha các bạn nha. Đấy, ai mà đi mà uống nhiều loại thuốc, đi nhiều bệnh viện rồi mà chữa nó không khỏi, không triệt để thì là cứ liên hệ với em, đảm bảo với các bạn là hiệu quả 90% đối với trên 90% đối với người sử dụng những cái thuốc này. Thuốc này là của đồng bào dân tộc miền núi ở chúng em ở Yên Bái. Đấy, sử dụng rất là tốt và hiệu quả luôn nhé các bạn nhé. Thì nếu mà ai mà có những cái vấn đề như vậy thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại ở bên dưới, thì hy vọng là sẽ giúp được cái một phần nào cơn đau cho mọi người để có thể là đi lại hoạt động, làm mọi cái công việc hàng ngày của mình bình thường. Đấy, thì các bạn có gì là cứ liên hệ nhé. Rồi bây giờ là các bạn sẽ nhấc cái phần động cơ của nó ra nha các bạn nhé. Đấy, thì nó có cái vòi đây này, mình cũng vừa tháo ra rồi, thì cái đầu này nó rất là dễ gãy, dễ vỡ ở những cái đầu gen này, thì các bạn cứ vặn nhẹ nhàng xem bên nào nó dễ tháo ra ấy, thì nó có hai đầu ấy, thì mình cứ tháo cái phần dễ thôi. Nhiều khi là nó chỉ là những cái này nó nhôm nó rất mỏng, đấy, nó dễ vỡ. Cái chân ốc này thì mình cũng đã tháo sẵn ra rồi, bây giờ là chỉ việc nhấc ra thôi các bạn. Đấy, các bạn nhấc ra này cho mình, xong cái bình này các bạn phải nhớ cất đi nhé, cất ra để cho nó đỡ vướng. Mình cất gọn vào một góc cho nó đỡ vướng nha các bạn nhé. Rồi xong, đến bây giờ là mình sẽ tháo nó ra. Tháo nó ra thì
Đây các bạn là tháo cái phần cánh quạt của nó ra. Nắp nhựa ở đây này, các bạn sợ gãy thì các bạn cũng tháo luôn ha, nhưng nhiều khi mình để nó va chạm nó sẽ gãy mất cái quả lọc đấy các bạn. Rồi cụ này nó hỏng rồi ạ. Bên này nó dễ hơn các bạn. Các bạn chỉ cần tháo một đầu là được. Ngày trước mà lúc mà mình mới bắt đầu làm cái con này thì là mình không biết là mình tháo hết, tháo cả hai bên thôi. Cái động cơ này thì là nó có hai loại các bạn. Một loại là nó chạy tốc độ 1.400 vòng một phút. Cũng có loại là nó chạy tốc độ 2.800. Tốc độ 2.800 thì nó sẽ nhanh hơn các bạn, lên hơi nhanh hơn. À. Mình làm hỏng mất cái cánh quạt của nó rồi. Các bạn. Rồi. Cơ bản là tháo nó ra thôi các bạn nhá. Còn khi các bạn tháo ra được như này rồi ấy thì mình sẽ tháo cái này ra trước này. Ở hai bên cạnh thì nó có mấy cái lỗ để mình nhét lục giác vào nhá. Như muốn tháo cái bánh đà này ra ấy, thì là trong này nó sẽ chốt bằng một cái ốc lục giác, các bạn xoáy nó ra. Rồi nhiều cái thì nó rút ra dễ mà nhiều cái thì nó chặt các bạn, chặt thì các bạn phải lựa dùng vam để các bạn vam ra. Đấy, và bên này cũng thế, các bạn phải tháo lưới đây, lưới ở cái tay biên này nha các bạn nhé. Cái tay biên này các bạn phải lưới ra, không khi các bạn mà cứ như thế này các bạn vam thì nó sẽ ra theo cả cái vòng bi, ra theo cả vòng bi mà các bạn không lưới ra thì nó rất dễ là gãy cái tay biên ở bên trong này nha các bạn nhé. Rất là cứng các bạn. Rồi. Người ta siết rất chặt. Rồi, sau đấy là các bạn có thể là đưa cái cặp để các bạn cặp cái bánh đà này ra nhé. Chạy lệch tâm. Đấy, các bạn cạo nên nhớ ở trong cái lỗ mà nó chốt cái con ốc ở bên trong này nó sẽ thường thường sẽ có hai con nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn phải nới ở cái tay biên này ra này. Xong các bạn cạo, đưa cạo vào các bạn cạo. Các bạn lấy được cái cõi này ra. Đấy, khi mà các bạn mà không nới cái này ra thì cái tay biên này nó sẽ lên theo mà nó sẽ rất dễ bị gãy nhé các bạn nhé. Đấy. Được rồi, xong đến cái phần này rồi thì bây giờ các bạn là mở cái nắp này lên.
trên cho mình nhé. Áo cả hai bên. Các bạn tháo ra như thế này rồi ý, thì các bạn là phải nhớ cái chiều quay của nó như thế nào nha các bạn nhá. Khi là các bạn lắp vào ấy, đấy, ở bên trong này là sẽ có cái con ốc ở đây, con ốc ở đây này các bạn nhìn này, nó sẽ có một cái điểm khuyết là chỗ này, là khi piston nó lên nó xuống thì là cái khuyết này nó sẽ vào cái phần của cái lỗ ở đây, cái lõm ở đây nha các bạn nhá. Bên này cũng thế các bạn này. Đấy, bên này cũng vậy. Các bạn phải nhớ để ý cho mình nhá. Không, các bạn mà lắp vào không để ý, đến khi mà lắp vào cho nó chạy là nó đẩy đẩy nó sẽ đội cái này lên. Nó sẽ gây đến là hỏng cái phần piston này của mình. Đấy. Sau các bạn là nhấc cái phần tay biên này ra là được thôi. Được chưa các bạn? Đấy. Còn cái bên này thì mình không tháo thì không cần. Không cần nhá, sau đó thì các bạn là chỉ cần là tháo những cái con ốc giữ ở đây, xong mình rút cái phần động cơ ra là được. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để các bạn xem sản phẩm luôn. Gõ nhẹ nhàng thôi, không lại gãy mất. Đấy, các bạn cứ gõ nhẹ nhàng là nó sẽ ra. Các bạn sẽ lấy được cái phần ở đây ra nha các bạn nhé. Còn tiếp nó vẫn còn là hai cái con ốc mà để nó chốt ở vị trí này. Các bạn tháo bốt ra cho mình để mình nhấc cái phần cuộn điện động cơ ra. Các bạn đẩy nó lên đấy. Như vậy là mình cũng đã tháo được cái phần động cơ của nó ra để mình cuốn lại đây nha các bạn nha. Rồi bên dưới của nó thì nó sẽ hãm thêm mấy cái con ốc như thế này, các bạn có thể lắp vào cũng được mà không cần lắp cũng được nha các bạn nha. Đấy, như mình ý thì là mình sẽ bỏ đi, mình không cần lắp tại vì cái máy này chạy nó cũng không rung mấy, mà cái gen của nó ở kia là mình cứ vặn chặt là khác được thôi. Cái này là bây giờ là các bạn là có thể là cuốn lại luôn. Đấy. Rất đơn giản đúng không các bạn? Còn khi lắp vào thì là các bạn cũng lại lắp lại như bình thường thôi. Đấy, mình cứ tháo ra như thế nào xong là mình lại lắp lại tương tự như thế. Được không? Thì cái clip này là hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn như vậy nhá. Nếu mà các bạn mà thấy hay hữu ích thì đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh và một chia sẻ để ủng hộ thêm cho mình. Có nhiều clip nữa thì các bạn xem và tham khảo nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều may mắn ạ.